Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cổi Cà. Hôm nay mình có bạn cùng khám phá những bộ truyện đến từ nhà xuất bản Kim Đồng và một số truyện gốc Nhật nhé. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua trước khi mình review chiếc hơn về từng tập truyện nhé các bạn. Chúng ta sẽ cùng so sánh phiên bản Tu Học Hội Chiến tiếng Việt Lý Miệt và phiên bản tiếng Nhật nha. Đối với tiếng Việt chúng ta sẽ có hai bìa, một bìa rap bánh mì bên ngoài, một bìa metalite phía trong nha các bạn. Đây bìa metalite phía trong của tập 20 và chúng ta sẽ có bìa keo bên trong. Còn đối với phiên bản tiếng Nhật thì chúng ta sẽ có một cái bìa kèm theo một cái obi. Obi bên Nhật thì vẫn được cán bóng luôn các bạn. Mình rất thích cái kiểu obi bên Nhật nha, vẫn được cán bóng luôn nhưng mà mỏng. Ở đây là bìa được cũng cán bóng khá là xịn sò. Bây giờ chúng ta cùng so sánh hai phiên bản nha các bạn. Đây là phiên bản lý miệt của Nhật và lý miệt của Việt luôn nha các bạn. Rồi đây bìa keo bên trong. Thì đối với phiên bản tiếng Nhật thì bìa keo bình thường, phải bìa các màu. Bên Nhật in giấy shop, còn bên Việt Nam in trên giấy xê nha. Cả hai đều là in trắng đen và không có trong màu nào hết. Đối với phiên bản tiếng Việt chúng ta có thêm một cái tập giấy nến, một cái giấy nến ở đầu truyện nữa. Thì giấy của tiếng Việt thì khá ổn luôn rồi. Rồi đây là quà tặng đối với tiếng Việt nha, một bộ sticker. Còn quà tặng đối với tiếng Nhật chúng ta sẽ có bộ 20 cái huy hiệu kẻ áo nha các bạn, khá là xịn sò nha, giá cũng khá là chát nha, không có rẻ đâu nha các bạn. Đây là bộ 20 gồm rất là nhiều con vật: Itadori, Yuta, Goro, Banda, Mai, còn nhiều lắm nè. Đây có khi kẻ áo nha, mà mỗi khi này đều được có một số đánh dấu hết bạn, từ số 1 cho tới 20 nha, rất là xịn sò luôn á. Xịn sò con cò bay la luôn nha các bạn. Rồi nội dung của tập 20 là kể về cả Fury, Uro và Rio đều trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng do hồ khất của đối thủ. Rio quyết định hành động để phá vỡ hới giằng co, cuộc tư chiến dần đi đến hồi kết. Trong khi đó, Okatsu đã đánh bại một trong bốn kẻ mạnh nhất của cơ giới Sendai. Cuộc chiến với giáo học sư trong quá khứ và chú linh đặc cấp trở nên khốc liệt. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng qua. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn những video lần sau.